Chúng ta nhìn để một là nhìn xem cuộc sống có lồi, có lõm không, có cong, có vẹo không, có lệch không nhá. Đấy thì tí nữa chúng ta sẽ có bệnh nhân ở đây điển hình. Vậy thì bây giờ chúng ta sau khi khám, nhìn sờ xong chúng ta sẽ ấn để tìm vị trí đau à? Có đau không? Buồn buồn. Rồi đây chúng ta sẽ ấn nhá, khám, ấn kiểm tra chúng ta phải từ L1 đến L2 của các cạnh đốt sống, xem nếu như bệnh nhân có thoái hóa hoặc đang viêm hoặc đau. Hai nữa là chúng ta sờ là cái vùng cơ của bạn này đang bên đây đang bị co cứng hơn bên này này. Thả lỏng xuống tay xuống như này. Buông xuống. Vùng này thì giờ ai cũng bị cơ, nó đang bị nổi chỗ cái vùng này, nó đang bị cộm cứng này. Đấy. Dày nhá. Đấy, thế nên chúng ta thấy nhất là bệnh nhân mà bị đau lưng cấp mà điển hình là chúng ta sẽ thấy cái cơ của người ta sẽ gồ cao hơn so với bên này. Thế thì chúng ta nhìn thấy bên nào nó gồ lên thì chính bên đấy đang bị co cứng. Và khi co cứng cái cơ này nó co thì nó sẽ lại kéo, đúng không ạ? Cuộc sống của mình sẽ nhìn nó tưởng là cong vẹo nhưng thực ra cơ của người ta đang bị cộm dày lên, nó kéo căng ra nên làm cho nó lệch, đúng không? Nên là nếu như mà mình tác động làm mềm cơ, giãn cơ được, hoặc là có nhiều bạn là đang trường hợp đau lưng, nhiều bạn cứ kiểm tra này bằng cách cứ gọi là chân này, nếu hai cái gót chân này mà chân dài chân ngắn thì chứng tỏ cái vùng cơ lưng này nó đang bị đang bị co căng cứng, nó co, đúng không ạ? Nên làm cho chân dài chân ngắn, nên là mình sẽ làm mềm cái vùng cơ này ra thì chân giải cơ toàn bộ thì chân nó sẽ lại đều nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chúng ta không dùng cái kia nữa nhé. Thực ra cái này thì các anh chị là nó hơi có nhiều cái tính chất là trơn, nên là chúng ta cho ít thôi. Nếu mà các bạn cho nhiều là nó sẽ trơn, nên là chúng ta sẽ khó khó xoa bóp. Đây, bình thường trong cái quá trình, một là khi kỹ thuật chúng ta xoa bóp này, một là chúng ta dùng này dầu này hoặc cao để xoa bóp. Hai là chúng ta sẽ dùng trong trường hợp như vừa rồi chúng ta nhiều bạn là cái phấn rôm, hoặc là người ta dùng cái bột tan hay gọi là hoạt thạch nhá. Đấy, hoạt thạch thì trong trường hợp là mùa hè bệnh nhân ra mồ hôi, người ta dùng, chúng tôi xoa bóp trong thực hành là chúng tôi hay dùng cái hoạt thạch đó để nó thu liễm cái mồ hôi, hoặc là tay thầy thuốc mà bị ra mồ hôi thì mình dùng cái bột tan hay gọi là hoạt thạch đấy. Thì trong da liễu người ta hay dùng cái này để bôi lên để làm khô da, đúng không? Hoặc là chữa các bệnh về tràm đấy, rồi là ngứa. Thế thì ở đây thì chúng ta nếu không có thì chúng ta dùng cái phấn rôm đấy, để cũng có tác dụng để thu liễm mồ hôi, đúng không? Vì trong quá trình khi mà mình xoa bóp ấy, mà bệnh nhân điều trị bệnh mà mình dùng mà chỉ thầy thuốc làm thì nóng, mà nếu mình dùng mà điều hòa thì tất nhiên là nó sẽ thích rồi. Nhưng bệnh nhân người ta đang nhiễm khí hàn thì mình dùng dầu thì nó sẽ đang hàn thì mình cho dầu vào nó sẽ làm nóng. Nhưng nếu cho trong trường hợp mà tinh dầu thì các anh chị thấy rồi, thì nó làm ấm làm nóng, vì các tinh dầu đấy nó đều có tác dụng là mình đang bị co cơ, đang bị nhiễm hàn nên là cơ nó bị co cứng, nên mình cho vào để nó làm mềm, để khi mình làm thủ thuật thì nó sẽ làm mềm cơ, giãn cơ nhá. Còn nếu trong trường hợp mà mình mồ hôi bệnh nhân ra nhiều quá, mình sẽ làm zip, đúng không ạ? Đấy, làm giáp, khi mình xoa bóp bệnh nhân sẽ đau, nên là thường chúng tôi làm phấn rôm hoặc là bột tan là mình như vậy. Còn trong trị liệu chúng ta dùng một dầu xoa bóp, cao xoa bóp, hoặc là nước gừng nhá, cốt gừng hoặc là rượu gừng, đúng không? Hoặc nhiều bạn là ngâm với rượu, với hồi, với quế để có tác dụng nóng ấm để làm dầu xoa bóp cho bệnh nhân. Thế thì trong cái xoa bóp đấy thì các anh chị thấy rồi, bây giờ sản xuất có rất nhiều các loại dầu. Ta sẽ sang đến động tác tiếp theo là thầy thuốc. Chúng ta sẽ làm mùa đông thì xoa sát này để làm ấm lòng bàn tay của mình nhá. Còn ngoài ra mùa hè mình sát này để làm mềm cái lòng bàn tay để khi mình tiếp xúc trên da thịt bệnh nhân, đúng không? Vì bệnh nhân đang bị bệnh lạnh hàn thì tay thì thuốc ấm vào người ta cảm giác thấy dễ chịu. Vậy thì động tác chúng ta thấy trong cái bệnh đau lưng này, cô đã đưa cho tất cả đầy đủ các kỹ thuật. Tuy nhiên sang đến V với dung thì chúng ta thấy chủ yếu là của khớp vai và của liệt. Đấy thì sang đến liệt,
Còn ở đây chúng ta thấy động tác lên da với cơ, những bạn mới vào chưa làm thì cô kết hợp ở đây cô nói. Và các chị sẽ xem lại video nhé. Chậm. Động tác xoa thứ nhất là chúng ta dùng đầu vân của các ngón tay và ô mô cái và ô mô út. Đấy, chúng ta sẽ xoa một chiều theo chiều kim đồng hồ, ngược hay là xuôi, nhưng mà theo hình xoáy chu đốc từ trong đi ra ra ngoài. Hoặc lưng ai rộng to thì chúng ta sẽ dùng gì ạ? Hai tay như này nhá. Đấy, xoa. Và khi xoa là gì ạ? Ô mô và đầu vân ngón tay chúng ta phải bám sát vào da thịt của bệnh nhân. Đó, đây là gì ạ? Thứ hai, cái tư thế mình đứng phải thẳng trụ. Và thứ ba nữa, nếu như dùng một tay thì tay này mình điểm tựa nhẹ trên vai để người của mình cân đối, không bị lệch, không bị cong vẹo cuộc sống. Động tác tiếp theo nữa đó là sát, dùng gốc gan bàn tay từ một điểm từ trên xuống dưới nhá. Đây, ra cái tiếng sạc và lướt lên đây, không được chạm vào da bệnh nhân. Đưa lên này cái thì mình lướt lên, không được chạm da bệnh nhân. Đấy, đây là gì ạ? Đây là sát. Hoặc cách sát tiếp theo là chúng ta dùng gì ạ? Ô mô út chúng ta sát. Đó. Động tác tiếp theo nữa đó là chúng ta có mít phân hợp. Thì ở trên lưng này diện tích rộng nên tôi không dùng đầu vân ngón tay cái, mà tôi sẽ dùng ô mô cái. Nếu miết thì tôi sẽ dùng ô mô cái từ một điểm tôi miết đi ra này. Đây. Còn nếu trong trường hợp phân thì tôi sẽ dùng từ gì ạ? Hai tay từ một điểm chúng ta miết đi ra. Hợp thì từ hai điểm ở xa đi lại ra, bệnh nhân phải trùng lại này, nên tôi kết hợp miết phân hợp với nhau luôn. Không có cái bột kia nó vẫn dị. Điều hòa nhìn khô. Chỉ có bột tan là vào điều hòa nó không bị khô. Với cả nó điều hòa nó bay hơi đi. Đây chúng ta nhá, kết hợp này. Đấy, nếu như một tay này là miết, đây hai tay này là phân, hợp này từ một điểm đi diện ở xa đi vào này, da bệnh nhân phải trùng vào được như này nhá. Đấy, thế nên trong trường hợp đau lưng này tôi thường kết hợp miết phân hợp luôn với nhau. Đó. Động tác tiếp theo nữa đó là chúng ta gì ạ? Sang đến véo. Đây véo này, các chị dùng này. Véo chúng ta sẽ gì ạ? Nhấc da của bệnh nhân nhẹ nhàng lên này, chúng ta sẽ véo này. Nghĩa là da của bệnh nhân này luôn luôn gì ạ? Quận ở dưới tay của thầy thuốc. Đây là chúng ta véo. Véo quận nhé. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân ví dụ như là cái lớp mỡ dưới da dày mà mình chỉ bóp được như này thôi, mà không bóp được lên thì động tác này chúng ta bỏ nhé. Vì là làm cái động tác này là bệnh nhân sẽ gì ạ? Sẽ đau. Đấy. Rồi sau khi chúng ta gì ạ? Véo xong rồi chúng ta sẽ sang động tác day. Day thì cạnh cột sống đây chúng ta sẽ day, gọi là day vùng cơ gì ạ? Cái gân đầu gân cơ lưng này nó bám vào cái cột sống. Nên là dẹo, hoặc là chúng ta gọi là day mỗi một cái đốt sống cách từ giữa đây ra đây 0,5 thì có các huyệt giáp tích. Đấy, từ L1 đến L5. Tôi sẽ dùng đầu vân của ngón tay cái này. Bắt đầu khi day mình lực đã phải đưa xuống đây để ấn vào rồi. Đấy, dùng cổi đầu chứ không được dùng cả cái dẹo, cả một cái bản này sẽ không lực. Mà lực dồn vào của cái đầu của ngón tay, bắt đầu day. Chúng ta day đưa lực xuống thì dẹo, càng day chậm và càng đưa xuống sâu thì chúng ta sẽ gì ạ? Bệnh nhân không được lắc lư. Nếu như mà mình day mà mình bệnh nhân người mà lắc lư chứng tỏ là chúng ta đang gì ạ? Đang đẩy bệnh nhân chứ không phải là gì ạ? Không day vào được cái lớp cơ. Vì sang đến cái động tác day này là chúng ta sẽ day vào gì ạ? Vào lớp cơ. Đây là chúng ta day gì ạ? Cạnh cột sống. Và trong quá trình khi mình làm thì hỏi bệnh nhân là lực như này đã vừa chưa? Nếu như mạnh thì mình giảm, còn nếu như nhẹ thì mình sẽ dạng, sẽ tăng lên nhá. Và luôn luôn tay mình phải điểm tựa này thì người mới dạng, mới cân. Còn khi sang đến vùng cơ lưng cứng, cơ lưng rộng, tôi sẽ dùng gốc gan bàn tay. Tay chúng ta thả xuống giống như chúng ta dạng, bị ngã chống tay này thì lực ở trên vai chúng ta sẽ dồn xuống.
điểm tựa của các ngón tay này nhưng không được bấu đầu ngón tay vào, bệnh nhân sẽ đau. Đấy, chúng ta day cũng theo hình xoáy chôn hốc thì chúng ta sẽ dịch dần nó sẽ chuyển được, mở rộng, không được nhấc tay ra khỏi da thịt bệnh nhân. Trong trường hợp nếu như mà bệnh nhân cơ lưng dày, chúng ta sẽ dùng cộng lực bằng gốc tay của bên đối diện đưa sang. Rồi, đấy là động tác day. Động tác lăn, đây là động tác tuy nhiên các chị cũng sẽ khó. Đây, các đầu ngón tay mình phải tạo thành cái điểm vuông góc như này. Đấy, tạo điểm và các đầu ngón tay chỉ nắm đúng giữa đến lòng bàn tay này. Và ngón tay cái là phải căng ra hết cỡ để mình hất tay lực dồn vào phía mu, và khi lăn là chúng ta sẽ lan diện các khớp đốt. Bắt đầu khi lăn, chúng ta sẽ đặt tay đây là mình đã có cái điểm tì ấn xuống rồi này, để có lực này. Đấy, ấn xuống này, đưa này, lan này, chậm này, còn lan nhanh này. Đấy, nghĩa là khi lăn là tay tôi phải ngửa được ra đằng sau, đúng không? Còn cách lăn nữa là chúng ta sẽ dùng tất cả các mặt khớp đốt ở phía ngoài này. Này, chậm này, nhanh này. Đấy, đưa mình đưa này, gấp lên lăn. Đấy, theo cái chiều các khớp đốt của mình để lăn vào. Thế thì sau khi lăn xong thì chúng ta sẽ sang đến động tác chặt. Lúc này chúng ta sẽ chặt gì ạ? Chặt kép ở vùng lưng, vì thường vùng lưng co cứng nên chúng ta sẽ gì ạ? Ép sát hai cái ngón tay này ra và chặt chủ yếu ở cái gì ạ? Cái phần ở đầu ngón tay út này để các ngón nó sẽ gì ạ? Khi bắt đầu mình đặt xuống này, đưa cái xuống cái nó kêu này, đúng không? Đấy, đặt ở đây chứ không phải chặt ở đây nhá. Chặt ở đây là bệnh nhân sẽ đau mà nó không phát ra tiếng kêu, nên là đặt xuống cái này, đúng không? Đấy thì ngón út đập vào nhẫn, nhẫn đập vào ngón giữa, nó phát ra tiếng kêu là vì như vậy. Và chủ yếu là chúng ta cử động cổ tay đây, chứ không dùng như này phang như này là bệnh nhân sẽ đau, đúng không? Đấy thì cái này chúng ta cũng phải luyện. Sau khi chặt xong chúng ta sẽ sang đến động tác đấm. Đấm thì nhiều người để hờ này đấm sẽ không đấm được. Nắm chặt thế này đấm bệnh nhân sẽ đau. Mình tạo thành một cái dạng vòng tròn của tay này, và ngón tay cái mình đưa hướng lên, tạo thành một cái lỗ hở ở đây để khi gió nó lùa vào và đấm vào cái cạnh của dạng của cái ô mô này, chứ không đấm ở mặt sau này. Và khi đấm này giống như tay tôi bị rơi tự do này, đúng không ạ? Đấy, như này. Khi thả ra này, hai tay nhịp nhàng này. Đó, khi đưa chúng ta đưa tay này, nhưng lại lùa vào cái chỗ cạnh đấm này. Đúng không ạ? Là sao phát được ra cái tiếng kêu này nhá, rơi này, lắc cổ tay là chính. Đấy, nhưng mà phải ra nhá. Này, đưa làm sao nó phải ra tiếng kêu. Sang đến động tác bóp, bắt đầu chúng ta xòe hết tất cả các ngón tay này, chuẩn bị này, đẩy cơ bóp cơ dồn vào phía gì ạ, gốc gan bàn tay đây, sâu vào này. Và khi bóp chúng ta bóp sâu hết cỡ, đây là vào cái lớp cơ nên gì ạ, nhả ra, bóp ra nhả từ từ. Còn nếu các bạn mà cứ bóp như này bệnh nhân rất là đau, đúng không? Nên là bóp là sao gì ạ, để cho cơ người ta gì ạ đang bị co cộm thì mình bóp này để cho nó làm giãn ra. Còn nếu mình càng cứ bóp như này lại càng tạo ra cái phản xạ cơ, nó sẽ co lại, thấy chưa? Đấy, nên là đây này, bóp phải bóp ôm được hết như này, thấy không? Đấy, còn hơi mình hơi đưa này xuống, ấn nhẹ tí xuống. Rồi, sau khi bóp xong chúng ta sẽ sang động tác vờn này. Hai tay đan chéo nhau nhỉ, đan chéo đây vờn này, da thịt bệnh nhân phải chéo nhau này, vờn nhanh này. Tuy nhiên thì mỗi một động tác các anh chị lưu ý mở màn số động tác sau mỗi một động tác cũng phải làm 3 lần hoặc 5 lần, làm nhiều làm lâu thì thời gian sẽ kéo dài, nếu làm ít thì thời gian sẽ nhanh hết. Nếu trong trường hợp các bạn mà trong quá trình xoa bóp mà kết hợp có hỗ trợ cả đắp cao, hỗ trợ cả máy móc thì mình chỉ làm 15 phút thôi.
để mình chuyển sang kỹ thuật khác. Còn nếu mà mình làm một tiếng sau lại làm kỹ thuật khác, có những bệnh nhân người ta có thời gian không sao, nhưng có bệnh nhân người ta không có thời gian mà người ta đến mà làm lâu quá, thì mình phải hỏi là hôm nay chị có thời gian bao nhiêu lâu, thì mình muốn làm cho bệnh nhân kỹ thì mình sẽ kéo theo quy trình. Nhưng bệnh nhân bảo hôm nay tôi chỉ có một tiếng thì mình lại phải sắp xếp thời gian làm sao để đúng một tiếng cho người ta. Không ai cũng cứ vào làm 4 tiếng hoặc 3 tiếng người ta vào, người ta không có thời gian là người ta bảo lâu thế thì không sắp xếp làm được việc khác, đúng không? Đấy, đấy cái là mình tùy theo bệnh nhân nhá. Đấy. Còn nếu như bệnh nhân mà đang đau thì bảo thôi hôm nay bác đau thì cố gắng thời gian để sắp xếp, hoặc là đây chị phải đến đây trị liệu trong cái thời gian đầu tiên, nó từ từ nhẹ dần. Chứ không là mình vào cái là mình làm mạnh luôn là bệnh nhân người ta sẽ sợ. Vì sau khi làm xong là bệnh nhân về người ta phải thấy thoải mái, người ta dễ chịu. Ngày làm xong mà ngày hôm sau người ta thấy người ta đau ê ẩm người, người ta sợ, thì đấy là mình làm động tác quá mạnh khiến cho bệnh nhân lại có cái phản xạ như kiểu hiện tượng nó bị co lại, bó lại. Đấy nên là bệnh nhân khiếp, đúng không? Thế thì đấy, sau khi vờn xong thì chúng ta sẽ sang đến tác động về huyệt. Vậy tác động về huyệt thì đây chúng ta cũng bắt đầu xác định huyệt. Vậy thì huyệt thận du, muốn xác định thận du chúng ta phải xác định được đại trường du trước. Chúng ta sẽ tìm cái mào chậu của bệnh nhân đây. Và cái mào chậu đây, chúng ta thấy ai cũng có cái xương chậu đây, móc vào đây, khi móc vào đây phải tay của mình móc xương, rồi thả từ từ, kéo thẳng ra. Kéo thẳng ra, sau đó chúng ta di để tìm cái cái khe của gai. Đấy, chúng ta sẽ tìm cái gai của giữa của cái gai L4 và L5, hay dưới gai đây là L4. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ tìm di lệch tiếp theo từ L4 này, chúng ta sẽ di lệch lên tìm gai của L3, gai của L2. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tìm khe gai đấy, dưới gai của L5. S1, S2, S3 và S4. Vậy đây là L2, L3, L4. Cái này chúng ta cũng phải sờ quen đấy nhé. Đây này, mỗi lần sờ tượt như này là nó sẽ có những cái khe này. Đấy, đây này. Chỗ vùng lưng này đang bị hơi bị hẹp hẹp. L5 này, S1, S2, S3, S4. Vậy thì chúng ta khi xác định được các cái gai đốt sống rồi, thì chúng ta ở gai là chúng ta cứ tượt lên xuống là nó giữa các khe nhé. L2 này chúng ta đo ra 1,5 thốn. 1,5 thốn này là 1,5 thốn của bệnh nhân. Đấy, cách xác định là cái nếp gấp này, của hai đầu nếp gấp ngón giữa kéo ra này. Đấy, đo xem là của mình tương ứng bao nhiêu cm. Như mình phải biết được mình thầy thuốc của mình đang tương ứng bao nhiêu cm. Thì như tôi là 2,2 thì bạn này có cao hơn tôi khoảng 2,3 cm hoặc 2,4 cm, thì cái tương ứng đây của tôi là cái ngón tay cái đây, bắt đầu chân móng này, tôi đưa vào đây nhá. Đây là đây là một thốn, đúng không? Đấy. Đây tiếp ra đây nếu như của tôi là hai thốn, nhưng nếu bạn này cao hơn tôi sẽ nhỉnh hơn ra đây một tí rồi, nên là thốn rưỡi, đúng không? Đây hai thốn thì nhỉnh ra đây, nên khi tôi đặt tay tôi có ấn vào đây thì nó có lệch ra một tí thì nó vẫn vào vẫn vào huyệt, đúng không? Xác suất nghĩa là chênh lệch nhau 0,2 đến 0,3 0,2 cm thì tay của mình đến với vẫn đủ. Nhưng nếu trong châm cứu thì mình lại phải hướng dẫn hướng làm sao cái kim mặc dù lệch nhưng mà phải đúng vào góc huyệt thì nó mới có hiệu quả. Đấy, thế nên đây tôi ví dụ tuệ chỉ nhìn mắt thường tôi đã thốn này thì bạn này nhìn thấy có thể là nhỉnh hơn tôi tí gì đây là thốn rưỡi nhá. Đấy, nên là đây là thốn rưỡi, đây là một thốn. Thế thì tiếp theo nữa là từ là hai này chúng ta ra ba thốn là chúng ta có huyệt trí thất. L4 chúng ta ra 1,5 thốn chúng ta có huyệt đại trường du, ra 3,8 thốn chúng ta có huyệt yêu nhãn. Rồi tiếp theo nữa, từ S1 muốn để xác định được thứ liêu thì chúng ta sờ dưới gai S1 và chúng ta sờ cái gai chậu này.
Đấy, đây là gai chậu nhá, sau trên. Đấy, sờ vào. Thì từ gai chậu sau trên này chúng ta chia trung điểm ra. Đây là huyệt thượng liêu. Tiếp theo sờ cạnh dưới của gai chậu sau trên, chúng ta chia trung điểm ở giữa mạch động này. Đấy, thì chúng ta có huyệt thứ liêu. Rồi từ S3 này gióng thẳng chia ra, đo ra 1,5 thốn. Có huyệt trung lữ du, chúng ta chia đôi, chúng ta sẽ có huyệt trung liêu. Còn từ S4 này chúng ta sờ thấy có cái điểm lõm ngay ở đây, cái lỗ cùng đây, S4 này. Đấy thì nó nằm ngay cơ cạnh đây cột sống, đây là hạ liêu. Đó. Thế thì chúng ta sẽ có các huyệt tiếp. Đó là gì ạ? Muốn xác định được ân môn, chúng ta sẽ xác định ủy trung trước. Đây, chúng ta thấy hai cái đầu lõm của nếp kheo chân đây. Chia ra giữa, chính giữa nếp kheo chân đây là huyệt ủy trung. Vậy thì gióng thẳng huyệt ủy trung ở đây vì cái nếp lằn mông đây. Chúng ta thấy nếp lằn mông đây. Chúng ta dẹp đánh dấu thẳng của ủy trung thẳng đây giữa nếp lằn mông. Thì lấy trung điểm của giữa nếp lằn mông đây với ủy trung chúng ta chia đôi đây, chúng ta sẽ có huyệt ân môn. Đó. Thế thì một, chúng ta có huyệt thận du này. Hai, trí thất này. Ba này, đại trường du này. Bốn, yêu nhãn này. Năm, đây là thứ liêu này. Sáu là ân môn này. Bảy là ủy trung. Còn A thị huyệt là gì? A thị huyệt là khi chúng ta xác định ấn, ví dụ như tôi giả định ấn vào đây bệnh nhân kêu đau, thì mình lấy gì ạ? Lấy điểm đau đấy là A thị huyệt. Và nhớ A thị huyệt là gì ạ? Là một huyệt không có vị trí cố định nhá, và chỉ xuất hiện khi có bệnh. Đấy, nên là ấn vào đâu thì sẽ gì ạ? Đau ở đấy, người ta gọi A thị huyệt hoặc thiên ứng huyệt hay thống điểm huyệt. Và A thị huyệt này sẽ mất đi khi bệnh nhân khỏi bệnh, không còn nhá. Thì đấy người ta gọi đó là A thị huyệt nhá. Rồi. Thế thì về cách bấm huyệt thì các chị nhớ này. Một, với bệnh nhân này nếu như bệnh nhân mà dạ người nhỏ, tôi ấn huyệt này góc tay của người ta dùng đầu vân ngón tay cái và dạ chúng ta tạo với mặt da 45 độ. Đây chúng ta đưa ấn vào. Bệnh nhân thấy tức chưa? Tức chưa? Rồi trong trường hợp nếu bệnh nhân chưa tức, chúng ta gì ạ? Sẽ thay bằng đó là bấm huyệt đốt 1, đốt 2 nhé. Chúng ta sẽ vuông góc này. Và gì ạ? Đưa tay này, đã thấy tức chưa? Chưa này, thì tay này tôi sẽ cộng lực này. Tức chưa? Rồi nếu trong trường hợp bệnh nhân chưa tức, vẫn chưa thấy thì mình sẽ dùng góc tay này, sẽ đưa vào này. Đúng không? Thấy mạnh hơn không? Đấy, còn trong trường hợp nếu bệnh nhân lại dẹo, mình làm động tác đấy vẫn thấy cơ dày chưa được, thì mình sẽ làm điểm huyệt. Đây, đốt 1, đốt 2, chúng ta gấp vào với nhau. Ngón tay này phải giữ chặt. Đây, bắt đầu này, tôi sẽ cho vào thận du nhé. Đại trường du này. Đây, tay tôi nắm vào bắt đầu ở chỗ gì ạ? Chỗ bàn tay mu tay để dồn lực này. Đấy chưa? Tức chưa? Vì trong trường hợp khi chúng ta dùng dầu bấm huyệt nó sẽ trơn nhá. Nên là khi mình đưa vào này nó sẽ tượt này. Đúng không ạ? Tay mình cũng đưa vào này nó sẽ lực tượt. Nên là thường là các chị thấy là gì ạ? Nếu như mà dầu xoa bóp ấy thì nó sẽ không có cái chất trơn như thế như này đâu. Cái này là đang pha lẫn với cái chất nhờn rồi nhá, trơn rồi nhá. Chứ còn nếu như các dầu xoa bóp là không có trơn, vì mang tính chất là các bạn đưa trơn để các bạn cứ miết như này để cho bệnh nhân gì ạ? Nó trơn, nó dễ. Đấy. Thế nhưng còn trong trường hợp nữa, nếu như bệnh nhân không gì ạ? Bấm điểm như vậy không đủ, mình sẽ dùng mỏm gì ạ? Mỏm khỉu nhá. Đây. Lực mạnh hơn không? Đấy, thế thì mình sẽ dùng cái mỏm khỉu này để chúng ta gì ạ? Điểm huyệt. Nên là cách thứ nhất là ấn huyệt này. Thứ hai là bấm huyệt đốt 1, đốt 2 vuông góc này. Điểm là gì ạ? Là thẳng nhá. Đấy, còn các vị trí đây các chị ấy. Khi chúng ta muốn ấn huyệt thì chúng ta phải có cái điểm lực tỳ này. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ có lực tỳ nhá. Đấy, cách ấn tác động vào huyệt thì các anh chị làm trong vòng gì ạ?
mỗi một huyệt các anh chị sẽ làm trong vòng 2 đến 3 giây. Đấy, cứ ấn sâu từ từ này để cho bệnh nhân cảm thấy tức rồi mình lại thả ra, hoặc chúng ta lại ấn tiếp nhá. Đấy, tùy theo cái mục đích chúng ta gì ạ, có thời gian để tác động huyệt. Vậy sau khi tác động huyệt xong rồi thì chúng ta sẽ sang đến gì ạ? Đây, đặc biệt là lưu ý cả hai bên nhé chưa? Đấy, thì đặc biệt này, khi tôi bấm vào ủy chung này, các chị sẽ nhìn thấy lưng chuẩn bị người ta sẽ gì ạ? Sẽ căng phồng lên. Đúng không ạ? Đấy, đúng không? Nên những người mà đau lưng vùng cơ này co cứng là mình gì ạ? Phải ấn vào thì nó mới có tác dụng để trị bệnh hoặc ở vùng này như thế. Đấy, thấy chưa? Cơ đúng không ạ? Người ta lưng bắt đầu gì ạ? Nó có cử động giãn ra nhé, căng ra. Nên là hai cái huyệt này có tác dụng là mặc dù đau lưng tại chỗ, sử dụng các huyệt ở tại chỗ và lân cận thì lại có các huyệt ở xa đây có tác dụng để điều trị vùng lưng này mình vậy. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến vận động. Khi vận động thì nhớ trả lại quần áo cho bệnh nhân. Rồi, bệnh nhân đang nằm tư thế này thì tôi sẽ vận động cái vùng dạ nằm sấp trước. Đây, một tay chúng ta cũng dạ ấn điểm tì ở cái vùng thắt lưng nhá, cổ. Bên này mình cái tư thế nó ấy thì yếu thì tay này mình sẽ cộng lực vào đây, bám vào đây này để đưa lên nhá. Rồi, nằm ngửa đi. Nằm ngửa thẳng đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vận động tiếp theo này. Đó là dạ kết hợp với vùng khớp háng và tác động vào cùng cụ này. Ấn này, ép hết cỡ này. Bỏ tay ra chị. Ba này, chúng ta sẽ xoay luôn này, khớp háng này. Bên này cũng thế này. Chúng ta xoay luôn. Mặc dù xoay khớp háng nhưng các chị thấy khớp háng với xương đùi đúng không ạ? Lại nối với cả cổ cụt đúng không? Nên mình vận động khớp háng nhưng đều có tác dụng. Rồi tiếp theo nữa này, vận động cột sống cùng cụt này. Hai tay đưa này. Thả lỏng nhá. Bắt đầu gập tay này. Gập chân. Chúng ta lại ép này. Đấy, lấy cái cẳng tay của phía bên này nhé. Mình nằm ngang, mình ép xuống này. Xoay này. Đây là xoay có tác động vào cột sống cùng cổ. Nhưng nhớ bệnh nhân đang thoát vị đĩa đệm nhá, thì chúng ta không nhá làm gì lại. Tiếp theo để đẩy mông cong này, để mình sát vào vùng lưng, để mình ôm vào lưng này. Bắt đầu kéo giãn này. Bạn này là hơi cứng vùng lưng. Rồi bắt đầu này, chúng ta sẽ tác động vặn vùng cột sống này. Giữ nguyên đây. Động tác này là một cách cũng vặn cổ sống nằm hoặc là nằm nghiêng ra, mình sẽ làm bằng cách động tác này. Nằm nghiêng hẳn người đấy, nghiêng hẳn chân dưới duỗi, chân trên co, chân dưới duỗi thẳng này. Rồi đây, bắt đầu động tác này cũng là dạng tác động vặn cổ sống giống như vừa rồi, nhưng chúng ta dạng
với những người mà chúng ta thấy là gì ạ, to béo hơn đúng không, thì gấp này, cẳng tay mình đặt vào cái chỗ nếp này nhưng không được để chọc khỉu ở đây, bệnh nhân sẽ đau, để tránh ở chỗ này. Và đây, tay này, cẳng tay này mình sẽ ôm vào mông này, điểm tì này, đan vào nhau này. Một này, ba, bốn. Chân dưới, tay này cũng để như này, người thẳng ở đây, mông đừng có ngảy. Bắt đầu tay này chúng ta lại đưa tư thế này, tay này chúng ta đưa vào đây để mình đẩy nhá. Tuy nhiên đẩy ở bên này thì mình không ôm ghì như bên kia, nó sẽ không có lực, nên cái này là chủ yếu gây tay này. Một, hai, ba, rồi cuối cùng chúng ta sẽ cho bệnh nhân làm sấp, động tác ở trên da, nhưng mà động tác đấy là chúng ta sẽ làm sau cùng, không làm nhé. Khi mà chúng ta xong cái động tác véo là chúng ta chuyển sang day luôn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang động tác vỗ và phát vùng lưng. Phát này. Đấy, 3 phát. Đấy, phát 3 tiếng thì là kết thúc nhá. Sau đó là bảo bệnh nhân ra nộp tiền. Khám vuốt dọc giữa cổ điểm, chính giữa cột sống, xem để phát hiện xem là đốt sống có lồi, có lõm hay không, và xem có bị lệch không, hay chúng ta gọi là có cong vẹo không. Thường những bệnh nhân mà bị đang bị thoát vị là khi chúng ta ấn là thường bệnh nhân sẽ có một cái đốt sống nó lồi lên hoặc nó sẽ gồ lệch ra. Và cái nơi xuất phát thì các anh chị thấy tùy theo L4, tại vì cái dây thần kinh xuất phát từ L4, L5, F1, S2, F3, nên chúng ta phải kiểm tra toàn bộ. Nếu kiểm tra ấn những các điểm này đau mà bệnh nhân lan xuống dưới đau tê chân nữa, tiếp theo nữa là chúng ta ấn các điểm này, đấy, chính giữa đây mà thấy bệnh nhân đau nhé, dọc ở đây thì chứng tỏ là bệnh nhân đang đang có cái dấu hiệu bị chèn ép dây rễ thần kinh tọa, hay gọi là thần kinh hồng to. Và chúng ta cũng kiểm tra sờ xem là tìm cái điểm lưng khi bệnh nhân bị, thì cái vùng lưng đấy nó sẽ cơ, nó sẽ co cứng hoặc dày cộm. Còn trong trường hợp chúng ta cũng cần phân biệt, nếu như ở vùng đây mà lại thấy có sưng nóng đỏ đau, chúng ta không chăm sóc xoa bóp nhé. Đấy, hỏi bệnh nhân xem là khuyên đã đi chiếu chụp chưa. Nhiều người có những cái lao xương ấy, nó viêm tấy, nó sưng đỏ, xong lại có cái lỗ mủ giò, thấy mủ chảy ra. Chúng ta không cẩn thận mà chúng ta chỉ sờ ấn vào cái này cái là nó sẽ gãy xương của bệnh nhân, vỡ xương nhá. Đấy, thì trong trường hợp bệnh nhân bị đau thần kinh không to này, hiệu quả để chữa ấy, thì đấy là kéo giãn cột sống là hiệu quả cao nhất. Vì nó đang bị thoát ra ngoài, thì mình kéo giãn để cho cột sống, cái đốt sống này nó sẽ mở ra. Đấy, đốt sống. Thì các chị thấy thường là ở đây các chị thấy thoát vị là đặc biệt là những cái người mà bị làm những cái động tác mạnh sai tư thế là hay gây thoát vị. Đấy, có những người có khi chỉ giơ tay ra bê một cái gì cái, nhấc một cái gì ấy cái là cũng bị thoát. Đấy, trên cái trường hợp đây thì chúng ta thấy đây là cái đốt sống, đây là cái đĩa đệm nó đang nằm ở trong đây. Đấy, thế nhưng mà khi mà nó thoát hẳn ra như này thì cái đĩa đệm của mình nó sẽ bị lệch như này, đốt sống lệch này. Vì vậy người ta sẽ kéo giãn ra để cái đốt sống này để nó cân bằng, và cái đĩa đệm nó sẽ có theo cái tác động sinh lý, mình tác động nhẹ nhàng thì đĩa đệm nhân nhầy nó sẽ lại đi vào vị trí. Và đặc biệt nếu như mà tác động cột sống nếu biết cách nhẹ nhàng thì ngoài kết hợp kéo giãn hoặc là đu xà đấy và đeo đai tác động nhẹ, những người thoát vị này chúng ta không không làm những tác động tác mạnh vận động hay là vặn cột sống, mà chỉ tác động nhẹ ở cái vùng xung quanh này và kéo giãn cho bệnh nhân thôi nhá. Chứ còn nếu như nhiều trường hợp mà đang thoát mà mình không biết mình lại vặn cột sống mà lại sẽ làm cho đĩa đệm người ta càng trượt ra, lại càng càng nặng thêm, nên mình phải hỏi bệnh nhân là đã đi chiếu chụp chưa. Còn nếu như để tránh bị cái tai nạn xảy ra nặng nề cho bệnh nhân thì khuyên bệnh nhân là một là nếu chiếu chụp mà thấy là đang phồng thì mình sẽ xoa bóp, và bằng cách hướng dẫn người ta
đu xà đơn nhá. Làm cái xà kéo để cho nó giãn cột sống ra. Sau đó mình chỉ tìm cái điểm nó đang đang lồi này, mình chỉ có tác động nhẹ dần, mở dần, mở dần để tách hai cái đốt sống nó đang bị hẹp vào, làm cho đĩa đệm phồng thoát ra. Thì mình bằng cách hơi đưa xoay này chính là đang đẩy cái đĩa đệm để đi vào vị trí. Còn nếu mình không biết mà mình lại làm giống như động tác sáng nay mà đau lưng đấy, mà xoay lấy xoay để xong vặn, thì cái đĩa đệm đấy nó sẽ lại càng càng di lệch và càng trượt ra. Và thậm chí có những bệnh nhân là thoát hẳn ra, nó chèn ép và nó ép vào tủy sống, làm cho bệnh nhân càng nặng nề. Có những bệnh nhân là làm thoát đa tầng, có khi đang mới đang chớm chớm phòng này thôi, mình không không làm đúng kỹ thuật, nó thoát hẳn ra, nhân nhầy nó thoát hẳn ra ngoài. Đầu tiên là nó chỉ phồng lên, sau đó làm sai tư thế, động tác mạnh, nó sẽ bị trượt hẳn ra đấy. Thế nên là có những người đi chụp là đa tầng là đa tầng là từ L4, L5, S1, S2, S3 có bằng đấy đĩa đệm, có khi bị phồng, bị thoát hết, nên người ta gọi là đa tầng là nhiều nhá. Đấy, còn nếu như mà đi khám mà người ta bảo là thoát L4, L5 nghĩa là đang bị phồng hoặc thoát ở một cái đốt sống đó, thì chúng ta dễ. Nhưng nếu đa tầng thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Những bệnh nhân bị thần kinh không to, đặc biệt những cái người mà người ta bị mạn tính, người ta ổn định rồi, thì các chị cũng xoa bóp nhẹ nhàng, tác động đúng không, và vận động để kéo giãn. Nhưng mà khi mà chúng ta cũng lưu ý, có nhiều bạn đi về sau khi mua một cái máy kéo giãn cột sống để tự điều trị, thì khi học máy chúng ta cũng lại phải tham khảo và có những cái chỉ định, chống chỉ định. Nhất là những người mà đang lao xương là một, những người mà đang bị loãng xương là hai. Đấy, thì xương thủy tinh là hai. Cẩn thận là các xương đấy nó dễ vỡ, nó đã đang bị bào mòn, bị rỗng rồi, dễ vỡ. Nên nếu như mà kéo giãn cột sống khi nó rời cả đốt sống luôn, vỡ hết cả đốt sống. Nên những trường hợp đấy là những người già là chúng ta hết sức lưu ý. Những người già đặc biệt như chị ở đây về, mà nếu như sau này bảo có hội người già lại đến cũng vận động hùng hục. Chúng ta đã khám hai là có những trường hợp bệnh nhân thoát vị đây. Các chị nhớ là khi mà đúng thoát vị, ấn vào đúng điểm này, bệnh nhân chèn ép ở đây nó sẽ đau dọc ở đây. Đấy, thế thì khi mà trượt sang bên đây thì chúng ta ấn cái điểm mà chỗ điểm L4 hoặc L5, S1 mà nơi bị bệnh nhân đau ấy thoát. Cái công thức sáng nay của đau lưng cấp kỹ thuật, thì các chị thấy là khi tôi làm ở vùng lưng này giống hệt như kỹ thuật của đau lưng sáng nay. Nhưng khi tôi đi kéo xuống dưới tận dưới vùng mông này, thì các chị lưu ý là bắt đầu nó sẽ chạy xuống chân đây thì mới là của thần kinh hông to kèm chân với lưng, đúng không? Vì bệnh nhân đau là như thế. Và những cái kỹ thuật của xoa bóp của phần dưới chi này sẽ sang đến hôm sau bệnh liệt nửa người cũng sẽ xoa bóp giống như thế kỹ thuật. Nhưng chỉ mỗi liệt là không nằm sấp được, phải nằm ngửa nhé. Bệnh nhân liệt đừng có bảo lại nằm sấp nhé, người ta không nằm ở đâu. Rồi chúng ta cũng sang kỹ thuật xoa này. Đấy, 3 lần nhé. Nhưng bắt đầu xoa cái thì xuống dưới đây là tôi sẽ xoa xuống dưới chân luôn này. Đấy, lúc này là xuống dưới bệnh nên là chúng ta sẽ phải xoa luôn xuống dưới chân. Cũng làm 3 lần. Rồi xoa xong chúng ta cũng sang đến động tác sát này. 3 này. Đúng không? 3 này. Tiếp theo này. Mặt sau này. Mặt trong này. Mặt ngoài. Khi mình đưa đến đây thì tay này mình lại di chuyển để mình có điểm tựa, nhớ chưa? Đây giống như đây. Vì ở mặt sau này thì mình có cái điểm tựa, chân người ta sắp xuống đây rồi. Nhưng để đây nếu mà không có điểm tựa là chân người ta sẽ lắc lư này. Nên tay của mình bên này đến đây thì lại ép xuống dưới đây, nhớ chưa? Đấy là động tác sát. Động tác phân hợp. Động tác phân hợp này thì chúng ta chậm, không cần nhanh nhé. Vì mình làm chậm thì bệnh nhân mới có cảm giác, nhiều khi mình làm lướt quá đúng không ạ? Bệnh nhân chưa cảm nhận gì đã xong rồi. Xuống dưới chi này. Lúc này chúng ta dùng omo của
của tay ngón tay cái nhá, ô mô này. Rồi sau khi phân hợp xong thì chúng ta sẽ sang đến động tác véo này. Mỗi bên chúng ta cũng làm 3 lần. Xuống dưới chi này thì chúng ta không véo nhé. Vì đây này, chúng ta không kéo được da lên. Nên chúng ta chỉ làm gì ạ? Vùng lưng mà thôi. Chúng ta sẽ sang đến tiếp động tác day. Chúng ta cũng day cạnh cơ cột sống, hay chúng ta gọi là tác động vào các huyệt giáp ích. Muốn day để di được trên da thì chúng ta cứ mở rộng này, xoáy dần ra này. Đấy, mở rộng để tay chúng ta gì ạ? Luôn bám sát trên da bệnh nhân. Chúng ta gì ạ? Dùng gốc bàn tay chúng ta day vùng những cái cơ lưng rộng và cơ thắt lưng. Nếu bệnh nhân mà vùng lưng mà cơ người ta mà dày hoặc những người béo thì chúng ta mới phải cộng lực như này. Còn đây bạn này gì ạ? Chúng ta gì ạ? À, da người ta mỏng đúng không? Đấy, cũng không béo lắm thì mình không cần phải cộng lực như thế. Rồi đến vùng mông này thì chúng ta cần phải cộng lực vì vùng mông thì cơ nó dày đúng không? Đấy, thì mình mới tác động được vào gì ạ? Vào đến sâu tận vào gì ạ? Đường kinh. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ day mặt sau này. Quần lụa này nó hay bị trơn. Khi day mặt sau này chúng ta dùng gốc tay nhé để chúng ta day. Vùng đùi thì cơ người ta cũng dày. Đấy, mặt trong này. Mặt trong khi chúng ta ôm này thì kết hợp cả gốc, cả ôm mô cái để chúng ta day luôn. Mặt ngoài này. Rồi. Lan xuống dưới chi. Mặt sau, mặt trong. Mặt ngoài. Mặt ngoài thì chúng ta nhớ dùng cái phía đằng sau mu. Còn không như này là các bạn sẽ bị vẹo người nhé. Đấy nên là cái động tác lan là mình sẽ có hai cách. Là mình đứng như này thì mình sẽ lan vẹo. Mặt sau này mình vẫn đứng dạng, vẫn đứng thẳng được. Lăn xong chúng ta sẽ sang đến động tác chở. Chặt dọc luôn xuống dưới đi ạ, xuống dưới chi. Chi chúng ta không chặt ngang làm người ta dằn xương đúng không ạ? Hai bên chúng ta sẽ xòe tay ra chặt cùng một nhịp. Sang đến động tác tiếp theo đó là đấm. Đến đây chúng ta cũng đấm dọc này. Tiếp theo động tác bóp. Bóp xuống dưới vùng mông. Bóp vùng đùi.
bóp như kiểu chúng ta bóp cơ lên đấy, nhưng mà chúng ta dẹp bóp xong chúng ta ấy sâu vào chúng ta lại dẹp hơi ấn xuống nhá, chứ không phải đưa bóp lên như này không. Nếu cứ bóp cùng nhịp này bệnh nhân sẽ dẹp sẽ đau cơ đấy. Nên là mình kéo cơ xong lại hơi ấn xuống đây này, đưa lên này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có thể ôm hai tay này vừa bóp vừa đè xuống đi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang đến động tác vờn. Vờn xuống dưới chi. Luôn luôn tay chúng ta ôm xuống này. Tượt ra lên đây thì mình phải ôm tượt đây chứ không được tay thẳng xỉa này nhé. Đấy, xỉa đây vào đùi người ta sẽ đau nên là phải ôm. Rồi sau khi vờn xong thì chúng ta sẽ sang tác động huyệt. Chúng ta cũng sẽ xác định màu chậu. Chúng ta sờ cái chỗ màu chậu đây, chỗ thắt đáy lưng ong đây. Nếu như ai mà eo thì sẽ thắt đáy vào như này. Đấy thì đây chính là sờ vào cái xương chậu đây. Và chúng ta cũng bỏ tay ra, chúng ta kéo sang để chúng ta tìm khe đốt sống L4. Đang bị hẹp ở cái chỗ này. Lúc vặn lưng là hơi cứng đi. Chúng ta xác định tìm khe của L5. F1. F2. F3. F4. Chúng ta lại xác định L2, L3, L4, L5, F1, F2, F3, F4. Rồi, vậy từ L2 chúng ta cũng đo ra 1,5 thốn đây. Thì chúng ta có huyệt thận du. L4 ra 1,5 thốn chúng ta có huyệt đại trừ du. Ra 3,8 thốn chúng ta có huyệt yêu nhãn. Rồi từ S1 chúng ta cũng xác định cái gai chậu sau trên. Đây cái gai chậu sau trên nó nối, đây là chính là gì? Đây của cái xương chậu, còn đây là của xương cùng theo hình chữ V. Thì chúng ta sờ cái gai chậu sau trên này. Đó, chúng ta sẽ chia đôi của cái dạng mạch đốc này, chúng ta chia đôi. Đây chính là huyệt thượng liêu. Tìm xác định tiếp cạnh dưới của gai chậu sau trên, chúng ta chia đôi tiếp. Đây là huyệt thứ liêu. S3 ra 1,5 thốn, chúng ta chia đôi, chúng ta có huyệt trung liêu. Hạ liêu, chúng ta tìm cái điểm dạng cơ cạnh cột sống, chính là điểm cái lỗ cùng luôn đấy của F4, đây là hạ liêu. Tiếp theo từ F4 này chúng ta đo ra 4 khoát ngón tay bằng 3 thốn, chúng ta có huyệt trực biên. Rồi, xác định huyệt thừa phù, chúng ta nhìn thấy nếp làn mông đây thì chúng ta xác định cái ủy trông trước cho nó dễ, điểm chính giữa. Đây, hai điểm của lõm của nếp kheo chân, chính giữa nếp kheo chân chúng ta ủy trông. Đây là cái nếp làn mông trên cái đường thẳng đây, chính giữa nếp làn mông đây chúng ta có huyệt, đây là thừa phù. Thừa phù ủy trông chúng ta chia trung điểm, chúng ta có huyệt ân môn. Rồi, đằng sau của gót chân này, chúng ta này vuốt dọc lên này. Đến đây chúng ta thấy gì ạ? Tay chúng ta nó tẽ ra làm hai cái cơ này. Đấy, đầu nối của hai cơ sinh đôi đây. Thì đây chính là gì ạ? Đây là thừa sơn. Rồi, đỉnh mắt cáo ngoài với bờ ngoài gân góc chúng ta chia đôi. Đây là huyệt côn lôn. Rồi, thế thì bệnh nhân đau mặt sau chúng ta có 1 này. Đây là thận du. 2 đại trường du. 3 là yêu, yêu nhãn. 4 đây là thượng, thượng liêu. Đây là thứ liêu, trung liêu, đây là hạ, hạ liêu.
tạo vào bốn cái này thì đây chính là gì ạ? Đây là Việt Bát. Bát Liêu nghĩa là 8 cái lỗ cùng. Đó. Và gì ạ? 5 đây là Trật. Trật Biên. 6 chúng ta có Huyệt Thừa, Phù, 7 Ủy Trung. 8 gì ạ? À, đây là gì ạ? Ân Môn nhá, 8 là Ủy Trung, 9 là Thừa. Thừa Sơn, 10 là Côn. Côn Lôn. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng gì ạ? Ấn tìm vị trí điểm đau của bệnh nhân, xem bệnh nhân đau ở đâu thì chúng ta gì ạ? Giả định đó là gì ạ? Huyệt A, A thị, hoặc là điểm vị trí ở ở vị trí đây, đó là A, A thị nhá. Thì đây là đau mặt sau của thần kinh. Đây là mặt sau của thần kinh. Thần kinh tọa nhá. Vào đùi này. Ngón tay giữa chỉ vào đâu thì đó là huyệt phòng thị. Rồi, gấp chân bệnh nhân vào này. Gót chân chạm vào đâu thì đó là gì ạ? Huyệt hoàn khiêu. Trong trường hợp bệnh nhân mà khớp gối người ta bị cứng không dạ không gấp được thì các chị phải sờ được cái mấu chuyển lớn xương đùi. Đây, cái chờ sờ cái mấu chuyển lớn xương đùi đấy nhá. Đấy, sờ đây. Mấu chuyển lớn xương đùi khi mà bệnh nhân dạng ra dạng vào này là di động này. Đấy, và dạ sờ vào cái điểm cùng cụt này. Chúng ta sẽ chia ra làm 3. 3 phần thì điểm 1/3 chúng ta đo lại đây. Đấy, 1/3 thì đây chạm vào gót chân tương ứng. Đây chính là huyệt hoàn khiêu. Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta gì ạ? Đấy, cho bệnh nhân co chân lên để chúng ta sờ được cái gì ạ? Đầu xương và thân xương mát nhá. Đầu xương, thân xương mát đây. Chúng ta sờ thấy hai cái đầu xương đây. Thì đây là cái đỉnh đây. Tam giác cân đây là dương lăng tuyền. Hoặc là chúng ta vuốt dọc này. Đấy, xương chảy, xương mát đến cái chỗ điểm này mắc vào này. Đây chính là dương lăng tuyền. Rồi. Đỉnh mắt cá chân phía ngoài chúng ta đo lên dạ 4 khoát ngón tay bằng 3 thốn. Đấy, nhưng mà thấy cái gân này chúng ta phải dạ nó nằm ở phía trước. Đây là huyệt trung. Vậy chúng ta đau mặt ngoài thì chúng ta cũng có từ 1, 4 đúng không ạ? Và đến 5 ở đây là dạ, đây 5 là hoàn khiêu. 6 là dạ phong thị. 7 là huyền trung, 7 là dương lăng tuyền, 8 là huyền trung. Ngoài ra nữa chúng ta cũng tìm các vị trí điểm đau đúng không? Đấy, điểm đau ở đây thì lúc này chúng ta dạ, giả định đây cũng lại là dạ, huyệt A thị, đấy là số 9 đúng không? Rồi, thế thì về cách tác động thì các chị lưu ý là khi chúng ta lực ấn, một là chúng ta ấn huyệt này thì đưa tay vào hướng về phía cột sống để chúng ta có gì ạ? Có lực nhá. Đấy, còn nếu như chúng ta đưa này thì nó sẽ trượt. Đấy, thì tùy các anh chị sẽ đưa hướng tay về phía cột sống này. Đấy, đây này. Hoàng ở đây. Thì hướng vào đây mình sẽ có điểm tì. Đấy, cách ấn. Nhưng tuy nhiên, đây là huyệt hoàn khiêu, đây là huyệt gì ạ? Là lớp cơ mông dày nhất. Cách ấn là gì ạ? Chân trước chân sau này, đưa phải ấn như này. Đấy, bệnh nhân tức chưa? Đấy, thế còn trong trường hợp khi mà tay mình yếu nhá thì mình sẽ dạ dùng này, đúng không? Đây, dùng cái mỏm cửu này để chúng ta dạ đưa xuống nhá. Còn nếu không thì chúng ta theo cái tư thế lực này, đẩy vào này. Đấy, ấn vào nhá, thì nó sẽ dạ, sẽ sâu. Đấy, còn ở đây mà nếu mình điểm như này là nó dạ nút tay của người ta, đúng không? Nên là khi mà chúng ta mà bấm huyệt ấy, nó khác với trị liệu hay sao? Cho cái dầu trơn này vào khi bấm huyệt là tay mình sẽ nó tượt ra, nó trượt huyệt ra vị trí nhá. Nên là tại sao là cái dầu này là dầu sau móc không bao giờ nó có trơn như này. Đây là có lẫn của cái tinh dầu trơn nữa rồi với dầu sau bóp. Còn nếu như chúng ta đúng dầu sau bóp bôi vào là gì ạ? Nó làm nóng nhưng nó không trơn như thế này. Đấy, đây là mang cái chất có cả dầu massage lẫn vào nhá. Đấy, còn đây vùng cái này cũng sâu, chúng ta cũng phải gì ạ? Ấn theo hướng vào phía chỗ xương gạ, xương chậu nhá. Chứ còn nếu mình ấn vào không này, mình phải lấy tìm điểm ấn này, điểm tì này. Đấy, còn đây chúng ta thấy là gì ạ? Ân Môn thì cái này đấy rồi. Đây, Ủy Trung thì cái này chúng ta ấn từ từ thôi. Đây, Thừa Sơn này.
những trường hợp mà chúng ta bị chuột rút thì chúng ta ấn cái huyệt thừa sơn nhé, thường nó hay ạ, rút ở cái chỗ bắp chân này, đúng không? Nên là mình sẽ ấn này, thừa sơn này, ủy trung nhá. Đấy. Còn là côn lôn những cái huyệt này nó nông thì mình ấn bình thường được, thấy chưa? Vậy sau khi chúng ta ấn xong thì cũng như cô nói rồi là bệnh nhân đang đau thần kinh không to mà đang thoát vị cấp ấy, thì chúng ta không nên vận động, thấy chưa? Đấy, và chúng ta chỉ xoa bóp tác động rất là nhẹ nhàng, nhớ nhá. Còn nếu trong trường hợp mà người ta bảo là trước tôi bị thần kinh không to nhưng bây giờ người ta bảo là tôi vẫn còn có dấu hiệu tê tê nhưng mà vẫn đi lại hoạt động bình thường rồi, thì mình làm giống như của dạng của đau lưng cấp. Đấy, thì chúng ta cũng vận động. Làm lên, làm điều trị bệnh nhân, điều trị tuyến giáp để điều trị toàn thân, đúng không? Bỏ tay xuống. Đấy, nên là trường hợp mà đang có cái dấu hiệu thoát vị mình làm hết sức nhẹ nhàng. Nhiều bạn là như này, 1, 2, 3, 4, đúng không? Thế là không phải là di chuyển nhá. Đấy, cái này là không phải là tập nhịp điệu người bình thường được. Nên những bệnh nhân mà đang bị bệnh này là chúng ta ép hết sức nhẹ, nhẹ nhàng, đúng không? Này. Và trong trường hợp bệnh nhân bị đau lưng cấp thì mình lại giật ra mạnh để cho cơ nó giãn ra thì nó lại dẹp, lại khác nhá. Đấy, riêng cái động tác mà nâng chân như này của trong thần kinh không to không làm. Vì mình làm như này là căng dây. Lúc mình khám là bệnh nhân như này là đã đau rồi, mình mà nâng này là bệnh nhân đau lắm, nên mình không được làm cái động tác nâng thẳng này nhá. Và mình gập chân luôn này, mình cũng ép vào này, ép vào như này thì các chị thấy này, cong này là nó sẽ giãn đi ạ, giãn cái vùng cột sống ở phía sau. Và gì ạ, động tác mà như này ngoáy trong trường hợp mà bệnh nhân gì ạ, ổn định đúng không, mà không cấp thì mình mới gì ạ, ngoáy mông này giống như của đau lưng lưng cấp. Còn nếu người ta mà đang là bác ơi em không cúi được em đau lắm ạ, thì hết sức nhá, mình giãn nhẹ nhàng, không được ngoáy này và cũng không được lắc mông như này, thấy chưa? Thì cái động tác này chúng ta cũng có thể đưa này, giãn nhẹ này ra để dẹp cột sống người ta giãn ra, đúng không? Mình tác động đây, nhưng mà hết sức rất là nhẹ nhàng, bởi vì rất mong manh nhá. Đấy, nên nếu mình mà làm gì ạ, làm mà không gì ạ, không nhẹ nhàng là gì ạ, điện đệm người ta càng thoát ra, đúng không? Nhiều bạn là đưa tay vào này là sẽ không có lực, mất sức. Nên tại sao khi tôi bông bổng cái chân này mông lên thì tôi để sát vào cái vùng này, sâu vào này, thì mình sẽ có cái điểm lực tì sẽ dẹp uốn cong của bệnh nhân được, đúng không? Đấy. Còn à, tuy nhiên nữa thì cái động tác cũng dẹp, chúng ta vặn này cũng hết sức nhẹ nhàng. Nếu bệnh nhân đang dẹp thấy đĩa đệm người ta lồi ra, mình cũng không làm động tác này nhé. Đấy, mình vặn như này cũng rất dễ bị dẹp, động tác mạnh nó sẽ dễ bị di lệch ở đây nhé. Ừ. Còn động tác tiếp theo nữa là chúng ta dạng vặn nằm nghi, chân dưới duỗi, chân co chi, chân dưới duỗi, tay nhớ để này, đây trong trường hợp đây các anh chị này, người ta có thể để này, tay này vừa để này người ta giữ này, nếu như lực của ai người khỏe đúng không, thì nhiều bạn nhìn ở trên video là người ta để được. Nhưng mình phụ nữ mình yếu thì mình phải gì ạ? Phải đan xen vào này để cộng lực vào với nhau. Đây cộng này. Kéo đúng không? 1 này. 2 này. 3. Đấy, cái chị làm này nó cũng sẽ làm giãn cái vùng lưng này, đúng không? Đấy. Và hết sức lưu ý nhé, những trường hợp nhất là thanh niên cậy khỏe mà nó đang gì ạ? Đang đốt sống người ta đang lệch lệch mà mình lại nhiều bạn là rất làm năm thẳng đấy. Đâu đấy. Đây ví dụ mô hình lắm bạn là làm như này,
một hai ba phát đúng không? Đấy cũng kêu đúng không? Làm như này sướng nhưng bệnh nhân đang khỏe đấy, nhưng mà đây là đang điều trị bệnh nhân nên là tôi dạ tôi không dám làm như vậy. Những gì làm một phát cái thì vừa xong đấy, tôi đẩy này cái là bạn vừa kêu luôn đúng không, nó nhanh. Nhưng mà nếu như mà bệnh nhân mà người ta đang dạ đang bị thoát vị mà mình làm này là dạ nó sẽ trượt ra thêm nhá, nếu không biết cách đúng không. Rồi đấy, còn bệnh nhân mà đang bình thường khỏe này thì đau lưng mình làm mạnh như thế bình thường